Dạ vâng, Đồ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay xưởng Đồ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong phần mộc của bộ sản phẩm bàn ăn 6 ghế mẫu chữ thọ gỗ hương đá. Và bộ sản phẩm này thì bên xưởng nhà em làm có sẵn đấy, để có sẵn để phục vụ những khách hàng mà có những có nhu cầu mà sở hữu một bộ bàn ăn giá hợp lý mà lại gỗ tốt. Đấy, gỗ tốt mà giá hợp lý. Đấy, thì quý khách hàng quan tâm đến bộ sản phẩm này hãy bỏ ra cho mình khoảng 3 đến 5 phút để cùng với em đi vào đường nét chi tiết cũng như là thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm này nhá. Thì bộ sản phẩm này thì bao gồm là một bàn và 6 ghế. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc bàn trước để có mọi người có thể là tham khảo. Thì chiếc bàn này thì bên xưởng em làm là bàn 4 chân xung quanh. Đấy, mẫu kiểu đơn giản. Đấy, với độ dày là khuôn tranh giấy 3 phân và ván mặt là 1 phân rưỡi. Ván này thì là liền một lá, không chấp ghép và được chọn gỗ chọn vân kỹ lưỡng. Đấy, hiện tại bên xưởng em đang để mộc và là có sẵn. Quý khách hàng nào mà quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp với xưởng, xưởng sẽ tư vấn cho mọi người. Và bàn này thì 6 ghế thì bên xưởng em làm với chiều rộng là 80 và chiều dài là 1m60. Đấy, 80 x 1m60 để 6 ghế thì cực kỳ là hợp lý như thế này đây. Đấy, và phần yếm này bên xưởng em làm là 2 phân rưỡi, chân thì là chân 10. Chân 10 và yếm là 2 phân rưỡi, khuôn tranh 3, ván 1 phân rưỡi mọi người nhá. Đây mọi người nhìn. Thì bàn này bên xưởng này bên phần bên dưới thì bên xưởng nhà em có làm rất là nhiều thang xương và chắc chắn và hàng hoàn toàn là không có bám rác mọi người nhá. Đấy. Mọi người nhìn. Rất là đẹp để chiếc bàn. Và có 6 chiếc ghế. Đây, ghế này thì bên xưởng nhà em làm là mẫu ghế chữ thọ. Đây, mẫu ghế chữ thọ. Và mặt ghế thì cũng được làm là khuôn tranh 3, ván 1 phân rưỡi. Đây, mọi người nhìn, thực tế luôn. Hàng thì bên xưởng nhà em thì có sao đâu nó vậy. Thực tế là khuôn tranh của nó chỉ được 2 phân 7, 2 phân 8 thôi. Đấy, nhưng mà là 3 phân xẻ thì khi làm xong còn 2 phân 7, 2 phân 8. Đây, bên xưởng nhà em là nói thực tế, hàng có sao nói vậy. Thì cái giá nó sẽ hợp lý mà sử dụng nó vẫn đảm bảo. Và chất lượng gỗ thì là chất lượng gỗ hương đá, một trong những dòng chất liệu gỗ rất là tốt và đặc biệt là có mùi thơm, sử dụng nó rất là bền. Đấy, mọi người nhìn. Chân này thì là chân xó mọi người nhá. Chân thì là chân xó, còn chân bàn thì là chân 10. Chân ghế thì là chân xó. Và tất cả yếm này cũng được làm là 2 phân. Đấy. Và phần vai chuông thì bên xưởng nhà em làm là dày đến 4 phân. Đấy mọi người nhìn. Rất là dày. Dày 4 phân. Và phần vách này là dày 2 phân rưỡi. Đây mọi người nhìn, 2 phân rưỡi. Và đặc biệt cái điểm chắc chắn của chiếc ghế ăn này là phần cột và phần chân. Đây là phần cột đây. Và phần chân là liền. Đấy mọi người nhìn nhìn này. Từ phần cột xuống phần chân này là liền mọi người nhá. Đấy, liền nhá, chứ không có ghép đâu. Đấy, em xin đảm bảo mọi người là liền chứ không phải là ghép. Có nghĩa là phần chân này, chân so này này liền lên ở đây là liền mọi người nhá. Đấy. Em phải bỏ ra như này, khả năng là mọi người cũng sẽ nhìn được đây. Đây mọi người nhìn này. Đấy là chân liền nhá. Đấy, xưởng em làm thì phải thợ kỳ công thì mới làm được cái chân liền này đấy. Tuy cái ghế đơn giản nhưng mà cũng sẽ rất là chắc chắn cho mọi người. Thì một bộ bàn ăn như thế này thì em xin báo giá từng chi tiết một. Ví dụ như cái ghế này thì bên xưởng em đang bán là 1.800.000 một cái. Đấy, rất là rẻ, gỗ hương đá nhá. 1.800.000 một cái là hoàn thiện đầy đủ cho mọi người luôn. Và chiếc bàn như này thì bên xưởng nhà em đang bán là 10.000.000 một cái, là hoàn thiện đầy đủ. Và kính kính đầy đủ nhá. Đó là tặng kính nhưng mà kính thì vẫn là đập vào cái tiền của bộ sản phẩm này thôi. Tất cả xưởng đều là như vậy. Thì em cũng nói luôn là 10.000.000 là mọi người sở hữu một chiếc bàn như này là có cả kính đầy đủ và hoàn thiện đầy đủ cho mọi người. Thì là một bộ sản phẩm này thì là 1.800.000 nhân với cả 6 thì nó rơi vào khoảng là hơn 10.000.000 một chút. Đấy, hơn 10.000.000 một chút. Đấy, nó vào khoảng 10.000.000, 10.600.000, 10.800.000 này đấy. Đấy, còn chiếc bàn này thì nó tầm 10.000.000 nữa, tầm 20.000.000 quý khách hàng sở hữu được một bộ sản phẩm bàn ăn gỗ hương đá cực kỳ đẹp nhè rồi. Mà chất lượng thì quý khách hàng sử dụng là cả đời. Và hàng này thì bên xưởng nhà em có bảo hành cho mọi người cong vênh mối mọt. Cong vênh mối mọt là trọn đời và bảo trì trong vòng là 15 năm mọi người nhá. Bảo trì ví dụ như
sản phẩm có co ngót nhiều, xé ván các thứ, thì bên xưởng em sẽ bảo hành cho mọi người, bảo trì cho mọi người. Đấy, là trong vòng là 15 năm. Còn gỗ mà sử dụng quá 15 năm rồi thì gần như là không có một vấn đề gì nữa cả mọi người ạ. Thực tế luôn. Đấy là xưởng bên em là chân thật. Và xưởng bên em có rất là nhiều những sản phẩm mẫu mã khác nữa, rẻ hơn và đắt hơn. Gỗ sồi hay là gỗ, nhiều loại gỗ mọi người nhá. Thì mọi người có nhu cầu quan tâm đến những cái sản phẩm tầm tiền nào thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng nhà em này. Bên xưởng nhà em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ lưỡng. Và địa chỉ bên xưởng nhà em là nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người có nhu cầu có thể qua xưởng và xem hàng tế. Và video này em cũng đã giới thiệu chi tiết, mọi người thấy hay hãy cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để xưởng em phát triển mạnh hơn nữa nhá mọi người nhá. Và em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.